Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Anton, Đinh Năng Tĩnh và chị Maria Trần Thu Hương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa Cha, không. Thưa Cha, không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa Cha, có. Thưa Cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa Cha, có. Thưa Cha, có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa Cha, có. Thưa Cha, có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Đinh Năng Tĩnh, xin nhận em Maria Trần Thu Hương làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Trần Thị Thu Hương, xin nhận anh Anton Đinh Năng Tĩnh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Trần Thu Hương, xin em hãy nhận chữ nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, như Cha và Con và Thánh Thần. Anh Anton Đinh Năng Tĩnh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tất cả cộng đoàn chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cho đôi tân hôn. Cho những ai sống theo lời Chúa.
suốt trong một đời. Bạn ơi cùng lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nụ mừng Chúa Si-ôn hương thi và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, cho những ai sống theo lời ngài. Hồn con ca lên muôn lời tán tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhờ rừng xây mái ấm lâu bền. Chúa phúc cho đời con. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai